Alo, alo. Ủa sao không có mic ta? Rồi đây rồi, đây rồi, đây rồi. Trời ơi, nãy đang nói với anh em là anh em thấy mặc dù nói này hơi tệ với lại người anh em BSG, nhưng mà anh em thấy là chúng ta xứng đáng với cái cương vị là anh cả của quay cả chưa? Hợp lý luôn đó chứ. Người anh em BSG đã bị loại bởi team bất động sản, đúng là khu vực quay cạc luôn, chỉ còn có đúng một mình Ram, hợp lý ha. Rồi củng cố được cái vị thế anh cả dành cho khu vực VSET của mình. Ngạo nghễ má, sáng sáng tôi ngủ về trễ nè, sáng 11 giờ mới tối qua ngủ không được, tối qua nằm chơi 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 gì á, xong rồi coi phim đồ cái thứ tới gần gần sáng mới bắt đầu ngủ, 5-6 giờ sáng mới bắt đầu ngủ, xong sáng trưa ngủ tới trưa 11 giờ mấy mới dậy, xong mới bắt đầu được coi chứ. Coi sương sương được mấy trận cuối, nhưng mà chắc hôm nay là thật ra hôm nay thì coi coi cái trận vừa rồi của Team Well với lại Gam đặt coi trên cái tâm thế là yêu thương, đang yêu thương cả hai đội tuyển đó, nên coi trên cái tâm thế là mình chấp nhận là xí xóa những cái lỗi lầm. Nói chung là đối với bây giờ mình dựa trên một cái số điểm đi ha, đối với tôi thì cái màn trình diễn của Gam với lại Team Well ở trong cái trận BO5 hồi chiều này á, Gam chắc được 7,5, Well chắc Well chắc được 6,5 7 điểm. Không, Well 6 điểm. Gam 7,5. Chung là chiều nay hai team quýnh kỳ quá à. Hai team quýnh kỳ. Quýnh khác bọt với lại nhất là bên viết của team Well á. Team Well sao chiều nay nó cứ sao 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 á. Hồi chiều nay thì khi mà coi lại ban mid ván 1 ván 2 á thì tôi có lên một cái status là meta team fight á. Tại tự nhiên sao vô đây thấy ưu tiên con Lee Sin đồ các thứ vô cái đội hình mà kiểu như là nó không có đúng với lại cái chất của Team Well á. Nhưng mà chiều nay Spara nó solo kill Kiza ác hơn, lụm skin Kiza ác luôn đó chứ. Còn bên phía của Team Gam nha, Gam nha, Gam đánh sao dạo gần đây đánh kỳ lắm nha. Gam được một cái là cái điểm sáng đi ha. Cái điểm sáng đối với cá nhân tôi thấy á, là KT đang tự tin ác nè. Xong rồi Palette với lại Đơ cũng đang có cảm giác là đang lại lại rồi. Đang lại lại cái phong độ rồi, Palette với lại Đơ. Còn ví dụ như là Levi vẫn đang lỗi. Trời ơi, tôi không biết sao. Levi đang có những cái tình huống mà tôi không nghĩ là Levi phải mắc phải luôn á. Thiệt, thú thật với anh em luôn. Levi đang có những tình huống như thế này mà tôi cũng không biết phải nói sao với lại Levi. Tôi không nghĩ là Levi sẽ mắc phải những cái tình huống như thế này. Nhưng khu vực nửa trên là cấp độ 6 từ Sparta, anh ta bật thần cả 6 Odin tới với Kiza phía kia. Kiza còn tầm sao mờ dữ vậy ta. Ồ sao lắc dữ vậy ta. Khánh béo hả. Trời ơi. Nói chung hai ván hai hai team đánh ván này là đánh đánh yêu thương nha, đánh mình không có chê là bởi vì mình đang yêu thương hai team nên mình không có chê, chứ mà hai team đánh không được. Hai team đánh ván này không ngon. Trời ơi. Levi sao dạo gần đây cái sen của Levi, cái cảm quan và những cái quyết định vòng rừng của Levi nó bị sao á? Nó không có được ngon, nó không có được chú ý bơ. Tại vì cái vòng rừng ở ví dụ ván này ván mấy? Ván này là ván 3 đúng không? Ván này là ván 3. Ở ván 3 thì cặp bot của Team Well là giúp rừng. Nên phần nào đó mình cũng mường tượng là đánh từ dưới ăn lên. Xong rồi khúc này Javan nó đã găng lỗi rồi,
nó găng lỗi, nó găng không phải găng, nó kiểu như cặp bot đã xử lý 2 đánh 3 rất ok rồi. 14 bãi 16 chỉ số quái vật rừng. Levi đi ngang ra, nếu như Levi không chắc, thật ra nó vẫn có một cái xác suất nhỏ thôi, mà cũng không biết là tại vì cái này thông tin lúc đầu là có đối phương là giúp rừng, cặp bot đối phương là không di chuyển ra lane trước, cũng không phải là pha ke hay là cái gì hết. Còn không á, thì Levi kỹ, chỉ cần ăn xong con cua, di chuyển vô dòm con chim cái, thấy con chim là biết được vòng rừng của phía đối phương rồi, chắc chắn rồi, thì nó sẽ tạo ra thế gì anh em, out jungle. Mà out jungle của Levi là một cái câu chuyện nhỏ thôi, nó sẽ tạo ra một cái thế của con Sejuani với lại con Zac của Killzaia. Trời ơi, Levi vô nhìn bãi chim một cái thôi, Levi ơi, cướp chim, cướp đá, top vô cái thế trade. Killzaia đang vô cái thế trade hơi ác luôn á, là xong game rồi, là quýnh lên tránh cánh trên là con sắt nó thắng rồi, đường dưới đã đang tự thắng rồi, đường dưới đã đang xử lý pha BK đã thắng rồi. Ông Levi lại có quyết định như thế này, mà tôi không nghĩ là Levi lại bị như vậy, lại bị cái tình huống này nha. Nè anh em thấy không, bây giờ ăn chim, ăn chim ăn đá xong rồi Spada chết chưa? Tôi nghĩ là chết, tôi nghĩ là sẽ chết, chứ làm sao mà chơi được cái kiểu này. Mà cái kèo rắc với lại cá sấu á, là đầu tiên á, là Kia đã cố gắng đè lên rồi, thứ hai nữa nếu như mà đây là tình huống đai trụ á, mà dứt điểm được Spada á, hồi nữa thì Kia nó sẽ vô cái thế của con rắc này, cái thế của con rắc đánh với lại cá sấu chút nữa lên 6 trước nữa thì nó nói chung là nó sẽ set một cái quay để mà hồi nữa nó lên 6 trước, nó đai trụ thêm lần nữa, là coi như kèo này bỉnh cho Spada trong cái trường hợp đẹp nhất. Trời ơi, biết sao chạy xuống ăn cua dưới nữa, mất thế của ông Zac. Tại Javan nó ăn cua dưới, thì ăn cua dưới nó ăn được cái 5 bãi, mà mình đường dưới của mình đã thắng, đường giữa thì đang chiêu chiêu rồi. Xong rồi bây giờ tạo thêm cái đường đường trên đang thắng nữa là ngon. Ăn con cua này không có ý nghĩa, con cua này không thơm. Rồi, đây là cái tình huống mà cá nhân tôi thấy là lỗi của Levi, không ngon. Ngon. Với lại chỗ này bích dây nó cũng hơi, nhìn nó hơi chua anh em. Mà tính ra nha, trong ván này nha, có một cái đặc điểm là trong ván này á, có những cái sự lựa chọn của phía của Gam, ví dụ như là sự lựa chọn dây ở trong cái ván này nè, nó đối với tôi nhìn nhận thì nó không được ngon cho lắm. Anh em lý do tại vì sao không ngon thì chắc anh em cũng hiểu rồi. Dây nó kiểu như nó cũng sẽ dễ bị khai thác đó, kiểu kiểu là như vậy. Ở trong cái ván này khi mà đối phương có Talia với lại Zaban là một câu chuyện ha, với lại đội hình mà nó full về sức mạnh phép, sức sức mạnh vật lý nhiều á, nó cũng hơi chua, dùng kiểu dạng cũng cảm giác không ngon cho lắm. Nhưng mà cái ti nó đánh ván này lại tốt, đồng ý là team Well đánh bị mất lợi thế, nhưng mà bản thân quân KT nó đánh ván này lại tốt. Điều này nó tương tự với lại cái ban bích ở ván 4. Ván 4 thì trên cái góc nhìn người ở phía bên ngoài như là tôi thấy ui sao tự nhiên bích xét ngay chỗ này. Thật ra bích xét thì cũng là cái kèo xét có thể đánh tốt với lại con Nautilus anh em ha. Đánh theo kèo đó thì nó đánh kiểu như là con Nautilus kiểu dạng dễ bị khắc chế bởi Ngân Sách lắm, BK Ngân Sách mạnh hơn á. Nhưng mà cái chỗ này nè anh em, cái chỗ này theo một cái lý thuyết thông thường á, của cái meta á, thì người ta sẽ hướng tới slot 2, slot 3 của bên phía team Gam sẽ là hai con rất ngon. Theo như đang cái nhịp ban bích như thế này á, nè, slot 2, slot 3 bích chỗ này. Trước đó mình bích Kai'Sa, slot 1, đối phương cấm Xayah. Mình bích Kai'Sa là một trong hai con tướng xạ thủ mạnh rồi, ở trong meta này. Xong rồi slot 2, slot 3 kẹp thêm cặp Sejuani cá sấu nữa. Kassante đã bị cấm rồi, coi như là mình có một cái đường trên siêu mạnh nữa. Ồ, nhưng mà tại vì bây giờ bể tướng sụp á, nó trong meta nó rất là nhiều. Leona, Rell, Alistar, nhiều nhiều lắm, nhiều con tướng sụp bây giờ lắm. Nhưng mà một phần là bởi vì bích xét ngay chỗ này thì
Cái này là chỉ có những người ở trong team mới biết thôi. Ví dụ như là ok bây giờ là huấn luyện viên Hankei là kêu là, hoặc là Ballet kêu với lại Hankei là bây giờ nó lộ sụp rồi, bây giờ cho em lộ sụp luôn đi, em bích con xét luôn ngay chỗ này, em tự tin luôn đó, quýnh xét. Thì đó về về mặt người chơi anh em thì có lẽ sẽ ưu tiên cho Ballet ở trong cái short hai này, chứ mà về mặt mà ban bích đội hình á, chỗ này bích Sejuani với lại con cá sấu là chú bơ nhất, quá chú bơ, cá nhân tôi nhìn thấy là quá chú bơ rồi. Ha. Nó hình thành nên một cái meta, nó vẫn nắm được cái meta. Nói chung là những con tướng mạnh và cái tính chất đội hình trong meta nó ngon. Đội hình của mình vừa có chống chịu mà con cá sấu nó lại hợp với lại Kai'Sa nữa. Kiểu đội hình của mình vừa có băng bổ đấu sĩ băng bổ vô, xong rồi focus ra, ra phía sau. Tất nhiên là nó vẫn bị phần nào đó áp lực bởi Syndra nó tạt ra, nhưng mà mình vẫn sẽ có cái lối chơi của bên phía của cặp cá sấu với lại Kai'Sa kiểu kiểu là như vậy. Rồi ồ. Nhưng mà đó tôi đang thắc mắc là ồ binh xét, nhưng mà ván này Ballet nó đánh ngon, Ballet nó lại đánh ngon ván này đó, nên những cái câu chuyện mà ở phía bên ngoài mình phân tích với lại những câu chuyện ở phía bên trong á, nó sẽ có những cái phạm trù mà nó khác nhau như vậy ha. Nói chung là đợt chung kết thế giới này cảm giác như là cái những cái quyết định của Levi á, có một vài những cái trận đấu Levi quyết định nó không có thơm, nó không có ngon. Giống như là cái pha mà cái game mà Levi cầm con gì ta? Levi cầm con Lee Sin đúng không? Cái game mà đối thủ của bên phía của Gam đánh con Nocturne đó anh em. Xong rồi Killua đánh con cá sấu đường trên á. Xong rồi Killua mất flash á. Xong rồi bị con Nocturne nó lên nó găng á, là cái game đó là cái game nào nha? Đợt đó gặp nào anh em? Để tôi mở lại tôi nói cái pha đó của Levi. Cái đó cũng có phân tích rồi. Hình như là gặp Lao lượt lượt 1 đúng không? Trận gặp Lao lượt lượt đầu hay sao đó ta. Nói chung là cũng có phân tích những cái tình huống mà Levi đang có cơ hội lên cấp độ 6 sớm á. Xong rồi đáng lý ra mà Levi lên 6 rồi á, con Nocturne nó chưa lên 6, Levi vô đá con bùa đỏ đó. Top đang đẩy là lúc đó sẽ giải phóng được cái áp lực mà Kia'Sa không có lát á. Kiểu kiểu tận dụng đánh theo cái kiểu đó đó. Vừa vừa có áp lực, vừa tận dụng được cái cấp độ 6 đến từ Levi sớm hơn, mà vừa giải tỏa áp lực được cho Kia'Sa nữa, nên những cái quyết định đó nó trước đáng lý ra thì tôi nghĩ là Levi thừa khả năng để có thể làm những cái câu chuyện đó nha. Và đợt này đúng là cái phong độ của Levi không cao nha, cảnh mình ngồi phía bên ngoài mình thấy, còn phía bên trong không biết có đúng hay không, thấy Levi không biết mai bốc vô cái vòng sau như thế nào. Levi phải côn nhiều quá hả? Chúc tư vấn cách win GG Genji luôn anh ơi. Và tính ra hay ha. Gam vừa mới đóng đậu nhỏ xong, vừa mới đóng Vincon xong, giờ vô vòng thị sĩ gặp Vinh Cha với lại Đậu Thần. Cuộc chiến vàng đen à. Ác thật sự. Killua có đánh được Ghost? Ghost là ai? Levi trận Sejuani găng boss xử lý Sida. À cái trận Sejuani găng xong rồi quy hụt quá hả? Xong rồi bị Talia nó vòng xong có double kill hả? Không biết tình huống đó xử lý kỹ năng anh em. Xử lý kỹ năng thì nó sau.
Và xử lý di chuyển thì nó mình có thể mình sửa được, nhưng mà xử lý kỹ năng thì phong độ người chơi mà. Thôi khi nào Adam gặp lại 369 gượng máu tử không anh Linh. Adam gặp 369, 369 nó đánh vô gặp 369 khó thắng lắm anh em ơi. Kiểu 369 bây giờ xách con tướng chống chịu lên Garen làm được gì đâu. Nhiệm vụ của Gam vòng 16 là gì vậy anh? Tôi nghĩ là cá nhân tôi nghĩ thì một trận im, nhưng mà vô vòng sau là đánh B1. Vô vòng Thụy Sĩ là đánh B1 đúng không? B1 thoải mái ném B1 chiêu chiêu. B1 thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, nói gì? Trời ơi. B1. Ờ, tính ra cái thể thức này thú vị ha. Thể thức này mình sẽ xác định ra được, ví dụ đây 2 4 6 8 đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 như vậy là round 2 mình sẽ tìm được 4 thằng thắng. Ô không, round 2 mình sẽ tìm được 8 thằng thắng. Round 3 thì mình sẽ tìm được 4 thằng thắng. Như vậy là xong round 3 là mình sẽ có được 4 đội tuyển vô vòng ấy đúng không? Vô vòng đánh B5 đúng không? Vô vòng tứ kết. Cần ha, 4 đội tuyển đó sẽ là ai? Mà bây giờ mình cũng không nói được, tại vì sau một vòng là phải bốc thăm lại. Sau một vòng là phải bốc thăm lại. Đó, round 2 là ừ, này ra một. Round 2 là mình còn round 2 còn 8 thằng hả? Không, hai này đấm xong round 2 còn 8 thằng. Đúng rồi. Round 3 là còn 4 thằng. Đúng rồi, xong round 3 là mình xong round 3 là mình xác định ra 4 chiếc vé vô vòng tứ kết rồi. Ủa, tính ra cũng không biết ai vô vòng tứ kết anh em. Tại vì đâu biết đối thủ vòng sau đâu. Weibo bốc thăm ngon đó hả? Weibo vô gặp Chiếu Phi NRC đúng không? Trời ơi, chắc gì ngon. Trời ơi, ai biết được chắc gì ngon. Vô gặp nhiều đội ác quá ha. Genji Gam BOG với lại KT, má cặp này căng. Cặp này đúng là những thằng top tier luôn á. À, hai thằng top tier nè. Cloud9 với lại McLaren hả? Châu Âu Bắc Mỹ, DK với lại Jiju. Ui, hai ông này gặp nhau hoài luôn á. Hai khứa này tính ra gặp nhau nhiều ha. Li Ninh nhìn thấy cũng chuối nè, phần nó thích thấy cũng chuối nè. Ok. Jin Dong với lại Jin Dong cũng chuối quá anh em ơi. Tính là Jin Dong cũng chuối chứ. Hai ông từ vòng wild card vô, hai ông từ vòng play in vô gặp đúng hai ông top tier. Top server. Đùa thật sự. Dàn xếp rồi. Tôi nghĩ là cái này dàn xếp rồi. Chứ bây giờ anh em nghĩ coi, đánh ở vòng play-in người ta đánh muốn chết, người ta đánh muốn cày trật chết. Đánh khổ điên, khổ lên khổ xuống. Hai team team nào cũng thua, xong rồi phải đánh vô cặp trận cuối cùng. Đánh vô giành lấy hai chiếc vé vô vô vòng sau. Vô vòng sau xong gặp hai vô vòng sau xong gặp hai ông top 1 mà chịu. Team Liquid gặp Team One nữa. Ông này chắc cũng ngon, cũng chưa phi cũng được anh em ơi. Team One cũng ngon. Ê, tính ra xong xong cái round 1 vô round 2. Rồi vô round 2 thì mình sẽ có những cái tên như thế nào? Gần như là xác suất cao là mình sẽ có những cái tên là bao gồm những ai? KT hoặc là BOG. Cloud9 đi, bây giờ mình chọn Cloud9 đi. Jiju với lại DK. Cặp này thì cả hai thì chắc là cũng không, cặp này thì tôi đánh giá DK ngon hơn. Nhưng mà chắc là anh em cũng sẽ có một vài anh em tin tưởng vào Jiju. Nói chung đánh B1 anh em. Đánh B1 thì cũng không biết được. Nói chung cả hai cũng có khả năng vô à.
Li Ninh thì xác suất cao là vô nè, vô ra 2 nè. Xong rồi Genji nè, xác suất cao vô nè. Jin Dong nè. T1 nè. Xong rồi gì nữa? Weibo nè. Vô đó kiểu gì? Vô đó khó né được mấy mấy mạnh lắm. Vô đó nhiều khi kiểu gì cũng bóc trúng mấy mạnh à. Ha. À, kiểu gì cũng bóc trúng mấy ông ví dụ T1 đi. Kiểu gì cũng tại vì vô trong thì ở trong cùng khu vực cũng có thể gặp nhau nữa nè. Vô trong đó thì có khả năng bóc những team mạnh 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 mạnh. Chứ bây giờ mà kiểu dạng bóc những cái team mà chuối phi người ta lại kêu là mua slot dàn xếp. Gam mà rớt xuống gặp KT nữa hả? Tôi nghĩ vòng này thì Gam có khả năng thắng một cho tới hai trận, một cho tới hai ván. Một hai ván thì hình như là không đủ vào đúng không? À hình như là round 3 thì phải đánh round 3. Round 3 thì vẫn đánh B1 à. Khi nào mà còn mạng cuối thì mới bắt đầu đánh B3 đúng không? Nên tôi nghĩ round 2, round 3 đồ các thứ thì Gam có cơ sở để thắng. Một ván, hai ván gì đó nè. Ra 3 B3. Không phải ra 3 B3 mà kiểu như ra 3 thì còn mạng cuối mới B3 anh em. Ví dụ như hai thằng thắng thì tụi nó vẫn đánh B1. Ví dụ như thằng ra 3 là hai thằng 20 20 20 người ta gặp nhau á thì người ta đánh ai thắng thì vô luôn. Oh, thể thức này thú vị ha. Thế là thể thức này khá thú vị. Ừ, 20 vẫn là B1. Thắng 3 ván vô. 02 thì đánh B3. Nói chung còn một lần cơ hội cuối cùng thì sẽ đánh với lại thằng 02 khác đánh cặp trận B3. Xong rồi đánh tiếp cặp trận B3 với lại thằng kia. Thằng 1-2. Xong rồi đánh tiếp cặp trận B3 với lại thằng 2-2. Rồi ok. Thế hôm nay vô chơi game chiêu chiêu vài ván anh em ha. Cũng không giấu gì anh em. Tôi là Boy One Charm Oriana. Ok chưa? Ok chưa? Phiên bản này phiên bản 13.20 anh em ha. Phiên bản mới tôi chưa đọc bản cập nhật nhưng mà vô chơi game thôi. Rank gì ta? Kim cương 1 điểm. Vô chơi vài ván ha. Vài ván xong rồi chiều chiều tối live với mọi người xíu. Và sắp tới thì chắc là tôi ọp một khoảng thời gian anh em ạ. Cũng chưa biết nữa nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ ọp khoảng thời gian á tại vì đang có công việc một chút. Từ vòng 2 thì Jin Dong Genji, từ vòng 2 thì ai cũng có khả năng gặp nhau hết. Mấy thằng thắng là được gặp nhau hết đó. Mong thấy những bài gì hả? Bài gì chắc phải kể tới tụi châu Âu. Còn không thì anh em sẽ nói chung là ván thi đấu nó sẽ sôi động hơn anh em. Meta thì chắc chắn là nó sẽ khác với lại khu vực cái vòng play-in ở phía bên ngoài. Đó cái điều chắc chắn rồi. Mình sẽ thấy những con tướng mà áp lực hơn. Mình sẽ thấy nhiều con Rumble xuất hiện hơn nè. Mình sẽ thấy nhiều con Zac, nhiều con Gwen xuất hiện hơn. Mình sẽ thấy nhiều không, còn Silas Akali thì không cũng có nha, cũng có khả năng xuất hiện cao nha. Không, mình sẽ thấy nhiều con đó hơn. Rừng thì chắc là vẫn sẽ xoay quanh Sejuani Maokai anh em ha. Lâu lâu thì có thêm những sự lựa chọn đột biến như Lee Sin, rồi các thứ Javan.
Nhưng mà nếu như nha, nếu như mà trong ngày thi đấu đầu tiên á mà cái tỷ lệ thắng của Lee Sin nó thấp, ví dụ như bây giờ trong ngày đầu tiên mà tự nhiên Lee Sin người ta bích Lee Sin nhiều, ví dụ tiên quanh bích Lee Sin nhiều xong rồi đánh thấy chật vật quá, xong những team khác cũng có kết quả mà kiểu dạng không tốt với con Lee Sin á, thì nhiều khi là người ta bỏ Lee Sin ra khỏi bệ tướng luôn á, quay trở lại với những con tướng, những cặp như là Zhaban, Maokai, Sejuani, Poppy, Viego chẳng hạn. Làm sao để xem trên op.cg? À, tải cái replay về coi á hả? Tải replay về coi thì mình cứ tải không. Dụ mình tải cái replay của cho vi về, xong rồi khi mà mình nhấp vô cái nó sẽ ra một cái file. Em set cái chỗ file á, ngay cái chỗ đường dẫn á, thì em set ngay cái chỗ này nè, em gắn vô cái gọi là cái gì, cái folder mà em đang để cái liên minh á, thì em set vô, em gắn vô cái đó là được, mở lên là chạy thôi. Nhưng mà mấy cái replay dạo đây tôi thấy nó hơi lỗi nha, kiểu như một ván đấu nó 30 phút đi mà lâu lâu nó lỗi, nó có hai mấy phút mà cay phải. Tôi chơi con Orianna anh em ha. Rồi Tấn Thái Huỳnh nha. Sao rồi chưa chú không qua nhà với chú Lực? À chưa, tôi ngủ tới trưa anh em. Xong rồi lười quá, ở nhà coi ăn uống. Ở nhà kiểu dạng nằm ăn uống xong rồi coi chiêu chiêu á. Lười đi quá, tại vì lỡ trễ rồi. Liệu kỳ chung kết thế giới lần này Găng Lăng có hot hay không? Có khả năng xuất hiện nha. Linh nghĩ xác suất đâu đó chắc phải cỡ chừng 40 mấy phần trăm. Thế trong một ván đấu mà bạn tại vì có Rumble xuất hiện thì có là Găng Lăng. Cái lối chơi của Rumble với lại Găng Lăng thì nó cũng khá là tương đồng anh em, có một vài những cái nét tương đồng. Tại vì những con tướng đó thì nó sẽ không cho anh em thêm cái khả năng chống chịu, nhưng mà nó sẽ cho anh em những cái chiêu thức để mình có thể khép góc trong giao tranh. Thì cái đặc thù của hai con đó nó là như vậy. Găng Lăng đánh với lại chống chịu đường trên ngon mà anh em, kiểu dạng mấy con tướng chống chịu không làm được gì nữa. Ông nào mà kiểu dạng auto bích on ở đường trên nhiều khi người ta lấy con Găng Lăng người ta vả vô cái mồm ấy chứ. Glory tính là fan của Châu Vi mà không được vào. Ừ. Không biết có gặp Châu Vi chưa? Anh có thấy bể tướng của AD play in hơi ít hay không? Đúng, hiện tại thì bể tướng hoặc thậm chí là vô vòng sau á nên thì cái bể tướng nó cũng sẽ ít á. Tại vì cái meta này cái meta này tôi nói với anh em rồi, có con Kai'Sa với lại Seiya đang là ngon nhất rồi. Zeri thì cũng không có ngon nữa, cảm giác không ngon để cho để coi cái vòng sau thì người ta có chơi nhiều không. Xong rồi bây giờ có thêm Aphelios. Nếu mà kể thêm thì mình có thêm một vài con như Kalista hoặc là con Varus. Lâu bú thêm con Senna Tahm Kench ở đường dưới. Senna Tahm Kench tôi đánh giá cũng khá là ok nhưng mà đợt chưa thấy ai pick nhiều ha. Sập qua bên BLG rồi chắc đi chơi chứ. Sập qua đó thăm thăm BLG, thăm bin mà. Phải không? Đi chơi xíu về. Sao bây giờ cũng hết nhiệm vụ rồi, xong rồi. Hỗ trợ cho hai team Việt Nam hết mức rồi. Sao con Zihin lại ít bích ở nhất ở trong giải vậy? Tại nó không mạnh. Tại nó không mang lại cho team
nhiều lợi thế. Một phần nữa là bởi vì meta bây giờ đang là meta team fight á, meta giao tranh tổng á. Còn Jhin thì nó không đóng góp team fight tốt, mà nó đi đường cũng không vượt trội hơn nữa. Zed đường dưới được không? Zed đường dưới là một trong những cái tình huống mà có thể được chơi. Kiểu một bên mid Senna tam kem thì bên kia có thể mid luôn Zed. Hai bên đánh lên cánh trên. Chiêu chiêu luôn. Zed đi đường với lại Senna tam kem đẩy 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 đẩy. Không để cho ông sập của mình nó di chuyển. Còn tình huống vẫn chơi được anh. Con cá sấu trời 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 nó cà tôi, 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 mẹ mày cái phất giỡn hoài phải em. Tôi không được cái assist nào vậy không? Con cá sấu tại sao ba mùa nó vẫn mạnh hơn? Tại nó cái con tướng đi đường nó vẫn khỏe, và đặc biệt là cái sự chủ động mà nó mang lại á. Thêm vào nữa là nó phù hợp với lại Kai'Sa. Nó không quá phù hợp với lại con Seiya nhưng mà nó vẫn phù hợp với lại Kai'Sa. Lại căn bản là nó đi đường khỏe. Và thêm vào nữa là có con cá sấu á, là mình sẽ có khả năng kiểm soát đường sứ giả một của ván đấu. Cái thần cá sấu nó mạnh lắm anh em. Tại lý do vì sao mà cái thần cá sấu mạnh, anh em biết chưa? Biết rồi đúng không? Tôi phân tích, tôi giải thích cái video giải thích hết rồi. Ui voi quanh cha Mori anh em ha. Nếu anh em này chưa biết. Game vừa phải thôi mày. Trời ơi cái sóng âm. Lee Sin ơi. Ôi ơi Lee Sin ơi. Lee Sin ơi. Gì nữa hả? Sao cái gì mà hụt chứ? Mấy anh trai hụt chiêu nhiều vậy?
view ít hả? View này view thường thấy của tôi luôn á, view mặc định của tôi á. Ây da. Tôi hơi dở. Hồi đó tôi nghĩ tôi hồi e rồi đó nên tôi không chết. Tự nhiên để cho nó biết là sao. Kèo DK với lại Zichu hả? Kèo đó kèo ngang đó nha. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ là... À không, mới đầu thì tôi nghĩ là DK sẽ mạnh hơn á. Nhưng mà kèo này B1 thì là kèo đồng á. Kèo ngang. Dạo hôm nay các phong độ cũng ok mà, Zai đánh cũng tốt mà. Trời đánh lỗi quá không hơn nó được nhiều á. Ông Lee Sin ông từ từ ông đá sóng âm ha. Ông đu hộ thể vô tôi á anh em. Xong rồi ông e á. Là ok rồi. Hoặc là ông đu hộ thể vô tôi gần gần xíu cho nó đột biến. Đi xin xử lý mấy pha không mắc binh gì, không mang lại lợi thế gì. Lúc đầu kiểu dạng tôi bị con Khajiit nó găng nhiều á, xong rồi Khajiit đứng trên tầm nhìn á, lấy lợi thế chứ gì. Con mẹ ra. Chưa trả ra chăng nhìn lại. Vô bạn ơi. Ây da, không cứu được hả? Trời ơi. Này mình chạy lên top ha, cho có gì dây nó chạy ra mid. Tính phá nó biến về mà nó gõ mình luôn á. Dây rồi. Chạy ra mid cho nó gần không? Nhiều khi chạy lên top cũng hết quay vậy.
红色。 Lên vậy hai nhờ. Lên vậy hai mới được chứ. Không đủ tiền lên giày luôn à. Hải sản luôn đi. À, con xin phiên bản 13.20 này thấy người ta đang chơi nhiều anh. Tàn dưới trời. Giờ tôi đánh tôi lấy lợi thế cho team tôi quá trời chứ. Lấy thông tin rồi các thứ team tôi xử lý theo thôi chứ đâu phải là tôi làm. Không mà do tôi cũng fail có mấy pha mà kiểu dạng tôi hơi bố láo á. Tôi đứng trước mặt con quỷ kia nó hơi bố láo xíu. Adam nó đánh ghê hả? Adam nó đánh kiểu dạng đánh BK. Nói chung là Adam đánh theo kiểu tôi nhìn vô hàng Adam chơi thấy kể cả cái khuôn mặt của Adam nữa. Nếu như mà anh em mà coi kỹ á, nó có cái nét gì đó khá là giống với lại Zeroth đó nè. Mặt của nó cũng giống giống. Exciting.
Ui à, đâu thế? BG nó khinh thường á hả? Ý kiểu dạng chung kết thế giới một năm có một lần á, nên và đặc biệt bên phía của đài nữa, đài thì tôi nghĩ nó đánh nghiêm túc hơn. Thua ở game này cũng có khả năng thua cao, tóc tôi bị yếu quá trời, tôi 60 lính, mít tôi nằm xuống 4 lần, mạng của nó ăn không. Đồ ăn game có gì đâu anh em, tôi đè sao nó nè. Doki DNT 10.000 cho Linh. Hôm nay lại mời anh trai nước suối cánh tim cho căng nha anh. Cảm ơn Doki hả? Cảm ơn em nha. Gánh tim, gánh tim. Cũng không gánh lắm nhưng mà cũng đang đỡ đỡ. Má pha đó tôi xây chúng là ngon rồi, xây hụt quá. Kiểu dạng cũng vô BK cũng không thấy trái cầu của mình nó đang ở đâu á anh em. Nãy phải tự tin sấy không cho con Kha'Zix nó vô sứ giả là ngon. Giảm hút máu không ta?
là chuyện chết luôn. Ừ, đi xin lượm hai. Ừ, BK nó phải gắt. Giờ tôi lên cái mề dai nữa, xong tôi lên cái giảm hút máu ha. Ly nó có ấy mà anh, Ly hai đồ khỏe lắm. Ly có rìu đen vô cái với lại truyền huyết khỏe vãi. Tôi thấy Ly Xin BK hai đồ không thua con nào. Ok, ok. Từ từ, từ từ, từ từ. Từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Ok. À, bị cà hết mana luôn á anh em. Bị cà tới những giọt mana cuối cùng. Không đủ tiền up cái mề dai ha. Này phải từ từ xíu anh này không được lộn. Seraphim với lại tôi tạo giáp nhiều á. Bên vô BK anh em thấy toàn giáp không? Nó có tốc biến không? Tốc biến hồn máu này. AD nó không chạy nó mít ha. Ball is impatient.
này xương xương ngon đó. Đâu quá, giữ nó lại luôn. Ảnh bất lực. Khó chịu ha. Ây da, đau dữ vậy. Ôi dồi dồi, từ từ, từ từ ngay góc này đánh được. Ây da. À, nó bờ vô nó bừa ghê quá. Anh đi dậy lẻ và thác vậy. Xin cái bèn. Xin cái bèn ta. Nó khó chịu. Nó khó chịu. Ây da, chết mẹ. Em lỡ yêu friend with bún bò rồi á. À, cái gì mà cái từ đó tiếng Anh đọc sao ta? Yêu rồi thì cứ yêu thôi. Ở một cái yêu rồi thì cứ tiếp tục yêu thôi. Chắc biết tôi không có kinh nghiệm ở trong những cái câu chuyện mối quan hệ kiểu như là như vậy anh em. Không vô đây cắm mắt thôi. Không vô đây cắm mắt thôi chàng trai. Ồ, mấy chàng trai kia không cắm mắt cơ Baron hả?
À, slot cuối của tôi lên cái kháng phép nữa là ngon anh em, lên cái xuyên kháng nữa là ngon, tượng Tuvo quá đẹp cho một bộ trang bị đánh cùng với lại team. Có cái chích là khi mà anh em kéo cái con chuột lên phía bên đây này, mình sẽ đánh vô được cái con mắt nắp sâu hai ba con. Đây team tôi hơi yếu anh, không chắc được nó hơi xít hơi nhiều. Và đó mình không chết được á, mình cứ chiêu chiêu và đó mình. Con thay thích bây giờ nó ra nè, để thay thích xíu rồi, giết nè, chết nè, chết nè, bút cho tim nè, bút nè, ok nè, điều tàu nè, ngon. Được không? Quýnh con Ori. Quýnh con Ori như con support đường giữa. Quýnh con Ori không khác gì con Kama ở đường giữa luôn. Không, cái đội hình này bút giáp khó chịu quá. Seraphim với lại tôi bút đồ các thứ, Lee Sin nó tăng, trời ơi không chết được. Khó chịu ha. Và đi lên yếu quá nha, đi lên kiểu dạng tôi đi lên hơi ẩu quá, xong rồi để cho tụi nó có mạng. Đã, thôi chắc chơi thêm game nữa anh em á. Mà team quen quýnh vậy cảm giác mình thấy hơi tiếc tiếc sao. Đối với cá nhân tôi nha, đối với cá nhân Linh thì không biết mọi người như thế nào, nhưng đối với cá nhân Linh thì khi mà thấy team quen đánh như vậy vô cái trận cuối nhìn thấy kiểu dạng hơi tiếc tủng cho bên phía của team quen. Ủa, cái Beatit Hunter nó tài trợ gì ta? Cái Beatit Hunter... À, Beatit Hunter tài trợ cho bên phía của Gam luôn hả? Ôi, mới biết luôn anh em ơi.
Anh Linh nghĩ ở vòng 1 Swiss có những cặp trận nào mà anh nghĩ là cân kèo nhất không? Cặp trận DK á, BLG, BLG với lại KT, DK với lại Genji là những cặp trận mà mình thấy cân kèo. Cloud9 với lại gì đó anh em cũng cân cân. Gam với lại Gengar về mặt màu sắc thì cũng cân bằng, cả hai đội tuyển đều lấy cái màu là vàng đen là chủ đạo. Cái skin vệ binh tinh tú cũng đẹp lắm hả? Ủa, tôi có skin. Ván này đi với lại con ủa ván này đi với lại nào ta, ván này không biết đi với lại Yone hay là đi với lại Echo nữa. Nó có cái trường hợp là Echo mid Ragat rừng, vẫn có cái trường hợp là con Yone mid Ragat top. Mình lấy máu cho nó lạnh rồi nè. Linh lét bắn đuối hả? Mình nó không có chống chịu nhiều quá nên xương xương về cuối thì nói chung cũng tùy cô đồ. À, con nào đồ nhiều con nó mạnh. Lê mấy hôm nay chơi game gì em Lê? Lâu nay phong độ cao nhưng mà UEC vẫn nhỉnh hơn, em chọn McLaren. Trời ơi em chọn mấy thằng McLaren, em có thể chọn những thằng mà uy tín hơn được không? Chúng ta có nhiều sự lựa chọn uy tín ở UEC á. B1 mà. Tôi tờ qua hả? Ê tôi tờ qua hình như nó mới ra cái bản Paragon đúng không? Winding.
thấy mình phải lướt sang ngang chứ nhỉ. Này quá đẹp trong cuộc tình, vòng rừng 37 ra gân mít quá đẹp. Ô, con ra gắt cũng 37 xong lên gân top à. Hát vậy. Hết mana hả? Hết mana về anh em. Gì đó. Mình còn bánh. Cái lính này của mình không sợ. Vô cái thế mà nè, kiểu mình farm chiêu chiêu hơi đâu sao đâu. À vô thế team mình kiểu dạng ra găng có mạng, ra găng có mạng, easy game. Đẩy cho tôi về đi. Chừng mana bú con sen. Khỏe, farm hơn nó gần 20 xếp luôn. Trong bộ mình cái ơi đừng đánh đồng tội hết mà không nổi. Trời ơi anh bạn ơi, trời ơi anh bạn ơi, để tôi bi đó anh bạn. Chết tồi cường. Ây da, hay tổn cái lát à. Anh Bích Tâm vòng thị sĩ chưa? Anh chưa. Để hồi nữa chậm. Ôi hụng xe vậy.
Tình xương farm hương có 30 xe thôi chứ đâu có farm hương nhiều đâu, nhẹ nhàng thôi anh em. Giờ lần này vừa mua được cái quyển sách cũ vậy. Má hết mana xong tự nhiên vừa thấy có mana ta. Kì vậy. Chạy 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 chạy. Chạy đi mấy anh này ơi. Ừ mà tao bóc thăm. Thank you.
Con Uri chơi vui ha. Tức là cá nhân tôi thấy con Uri chơi khá là vui đó nè. Điều điều cái cầu xong rồi. Giữ cự ly đồ các thứ này nọ. Chiêu phết. À, không kịp. Nó về lỡ cỡ không đủ đồ. Ghét về kiểu này ghê luôn á chứ. Về không đủ đồ không biết làm gì luôn. Năm sau tiêu quanh Canon không anh hay là tiêu quanh Khan. Khan hả? Khan chắc là streamer cho bên phía tiêu quanh cũng ngon ha. Khó mua Canon lắm anh em ơi. Cá nhân tôi thấy Canon là hơi bị thân với lại đét luôn. À, nhìn hình như hồi bữa tôi nghe đọc được một cái bài báo ở đâu đó là Showmaker đã có team liên hệ trước cái kỳ chung kết thế giới này đúng không? Thì chắc là tin đồn thôi nhưng mà nó cũng có một cái tin đồn là sau kỳ chung kết thế giới này Showmaker có thể sẽ qua một team mới KBL phải. Sấy thì cãi nhà Genji có bị mấy ông lớn EBL làm thịt không hả? Nghĩ không đâu, Genji đợt này chẳng phải ít nhất là vào bán kết đó. Genji đợt này ngon lắm anh em. Ít thì cũng vào đến bán kết. Nhiều thì là trận chung kết. Có mắt cơ. Đến chưa? Chết. Ai ai chọn được ra. Đồ tôi nó cứ bị lỡ cỡ khó chịu quá. Nhưng mà kiểu dạng giờ tôi không muốn farm được á. Darius nó xuống bot rồi, mà top không ai đẩy nữa. Thì vẫn phải ở trên top lên. Ây da. Mà tính ra team bất động sản đó có mình Adam nó đánh kiểu như là sáng ha. Mấy anh khác đánh bình thường. Kiểu mấy anh khác đánh gặp mình cũng chật vật gì.
Thằng này mày điên nào đi một lane hả mày? Vô duyên. Tự nhiên đang ở dưới xong chạy lên top. À, kèo này thì mọi người có thể lấy cái tăng tốc pha cũng được. Kịch bản cho Gam lọt vào vòng 8 đội để đánh bại ít nhất là một thằng top tier. Là có kỳ tích đó này. Má còn có hơn 100 mana. Đừng ăn xem cái này xe của tôi. Hết mà nào anh em ơi. Gì mà quá. Chiến tranh đó hả? Tính ra là mấy cái lời tiên tri của Vanga, anh em có coi mấy cái đó không? Mấy cái lời tiên tri nha. Còn nào đó cũng đang đúng đúng rồi nha. Quá tầm tầm. Cái tận thế đúng không? Có cái vụ người ngoài tin lúc sao? Hay là kiểu dạng phóng đại hơn một chút xíu của những cái thành tựu khoa học? Đó, bây giờ chạy xuống dưới boss nữa. Chạy xuống dưới boss nữa, chạy lên top coi. Chiến tranh tùm lum la sợ. Anh em coi những cái video mà về chiến tranh nó phụ ghê lắm nha. Ghê đúng nghĩa, ghê lớn, ghê. Không coi thì không thể, không nếu mà không coi thì chắc không thể nào mà tôi tưởng tượng ra được. Thank you.
lắm. Hay, giật cái rồi lại hay. Hay, 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 hay. Anh nghĩ lỡ vòng 2 mình gặp thằng NIG thì mình có đơm nổi nó hay không? Nổi nha. Mấy thằng đó là mấy thằng mềm nhất có thể rồi á. NIG nè, GAM nè, bất động sản nè, là những cái team mà chung tiêu với nhau đi. Kiểu dạng chuối phi của dòng này á nè. Dạo này có nạn đói khủng khiếp nữa hả? Ơi có nha. Nạn đói khủng khiếp luôn á nha. Kiểu như là bây giờ anh em không cần phải đi đâu xa. Anh em chỉ cần giơ điện thoại thôi, lên nhìn vô cái màn hình của anh em là anh em sẽ thấy cái tình trạng đói kém nó đang diễn ra. Ủa anh em không thấy hả? Ngay trước mặt anh em nè anh em. Thật là đáng thương cho mảnh đời cơ hàng. Hôm nay là ngày 15 anh em ơi. Hôm nay là hôm nay là ngày 15. Móc mèo móc mèo. Dạ nó đơm bạn tôi. Con Zin bây giờ nó được cộng dồn cái nội tại bắn áp dụng. Ủa nó tốc biến rồi, nó tốc biến rồi. Nhưng mà rất tiếc bạn ơi. Rất tiếc bạn ơi. Tốc biến kìa. Hay quá bạn ơi. Nhiều đưa anh em đưa nó trên hả? Không có để ý tại mấy cái lúc qua đó là mấy lúc qua coi giải thôi hả? Nhưng mà đúng là cái đợt này vô coi giải hấp dẫn á. Mỗi cái kỳ chung kết thế giới nó sẽ có những cái đặc điểm riêng mà nó sẽ giúp cho mình nhớ đến cái kỳ chung kết thế giới đó ha. Đối với lại VSET mình thì cá nhân tôi thấy là cái kỳ chung kết thế giới vừa rồi quá ngon. Thậm chí nha, cái này trên cái góc nhìn của tôi nha, cái kỳ chung kết thế giới ở thời điểm hiện tại đã thành công dành cho VSET. Tính tới thời điểm hiện tại là mình đã đạt được cái mức mà gọi là đạt yêu cầu á, ok đó. Bất kể cho cái kết quả của GAM sắp tới như thế nào, GAM mà đánh bay nữa thì còn nói cái gì nữa. Còn GAM mà đánh mà kiểu dạng dở yếu yếu thì thôi thì cũng không sao. Tại vì bây giờ team quen với lại GAM là yêu thương quá rồi. Lần này là đi là yêu thương quá rồi. Nắc tụi qua cạt là ngon rồi hả? Ừ nói hơi hèn nhưng mà mục tiêu của mình đợt này anh em cũng thấy rõ ràng là lấy lại cái vị thế của VSET của mình. Và mình cũng đã đạt được cái mục tiêu đó. Mình khẳng định được cái vị thế là hai xì lọt của VSET tại chung kết thế giới, để lại dấu ấn ở trong cái đấu trường quốc tế. Vả mấy thằng quay cạc, vả Đài Loan, vả
Seed 4 của EU. Đó. Nhưng mà tôi biết mà, tôi biết mà, lòng người mà. Dễ gì mà anh em hài lòng với lại cái thành tích ở thời điểm hiện tại, đúng không? Anh em khác tôi nhiều. Tôi thì là một người mà sẽ gọi là lý trí, còn anh em sẽ là một người theo con tim. Anh em sẽ theo cảm xúc. Anh em muốn thắng rồi thì anh em sẽ muốn thêm hơn. Cụ thể là tôi biết mấy ông đợt vừa rồi ước gì gam với lại team Well vô hai cái nhánh khác nhau, đánh hai cặp trận BO5 với lại BSG với lại BDS. Trời ơi, như vậy ước gì gam đánh tốt hơn thì mình đã có hai hai slot vô vòng Thụy Sĩ rồi. Tham lam, tham lam. Em thêm ví tiền hả? Xem cho vui hả? À, xem cho vui hả? Trời ơi, người ta bôi quanh cham được chưa? Bây giờ anh em gọi tôi là bôi quanh cham Oriana được chưa? Nói cái gì nữa? Nói cái gì về con Oriana của tôi nữa? Oriana. Má tự nhiên tới chim nó thua ta. 2 4 6 8. Nhiều điểm rồi, 50 điểm. Quấn lên hai dáng nữa lên lên thách lên cao thủ luôn rồi đó. Hồi chiều học KT một khóa có được cái cảm hứng của phía KT. Cũng có được cái cảm hứng. Kèo xin đông với lại BDS. Em nghĩ 369 nó roll là 03 thôi cũng đủ win rồi. Không nha, nhưng mà 369 nó rất là thích đánh với lại mấy thằng đường trên máu chó. Cụ thể đợt vừa rồi là Bin. 369 nó thích chơi với lại mấy thằng đó lắm. Ừ, anh em để ý đi. Bin, Ale, rồi Zika, toàn là những thằng mà kiểu dạng tay to kỹ năng không à. 369 thích chơi với lại mấy anh đó bú win. Thậm chí Ragaz nó bị giảm sức mạnh và anh cũng sắc lên đường trên, anh đánh lên chống chịu mà. Anh đánh kèo thường là người ta sẽ đánh Ragaz với lại kèo sắc á, thì người ta có thể lên sức mạnh phép thuật để mà người ta có lợi thế đi đường, người ta đè con sắc luôn chẳng hạn, kiểu là như vậy. Hoặc anh lên chống chịu. ảnh lên cái giáp lửa. Uno không Uno. Genji với Gam có cơ hội nào cho Gam không anh? Nói thẳng thừng là không. Hiện tại thì mình không đánh lại với lại bên phía của Genji, và đặc biệt nữa, và đặc biệt là mình không thể đánh lại với lại tụi Genji. Tại vì cái lối chơi của tụi Genji nó khó chịu lắm. Những cái team mà tấn công mạnh mẽ như KT Roster ha, hoặc là T1 đi ha, mà phải bích cái đội hình tấn công mà đánh còn không xuyên được tụi Genji nữa. Ý là Genji nó đánh khó chịu lắm. Nói chung Genji đánh khó chịu lắm anh em ơi. Nó không phải là kiểu như là mình bít cái đội hình quấn khùng quấn điên rồi mình sẽ ép nó quấn khùng quấn điên được anh em. Không, nó khó chịu lắm. Rồi bên phía của Gam thì lại kỵ cái lối chơi đó, siêu kỵ luôn. Bây giờ mà mình gặp mấy thằng như là BLG đi, ví dụ mình gặp mấy thằng bên Trung Quốc, hoặc là mình gặp Gam mà gặp G2, hoặc là mấy thằng Trung Quốc á, LBL á, BLG rồi các thứ á, dụ tụi nó vô BK chơi được, tụi nó sẵn sàng, tụi nó đỏ tay, tụi nó BK. Thì lúc đó thì ai biết ván đấu nó hỗn loạn thì nó sẽ đẩy tới cái mức nào. Nhưng mà đụng thằng Genji nó không có chơi theo kiểu đó, nên khó đó, tôi nghĩ khó lắm. Tâm linh bữa nay sao vậy hả? Ốc anh... giờ nó vậy. Genji nó đánh macro, kiểu là như vậy. Nó đánh theo cái vòng rừng, nó đánh theo tay của tụi nó to, xong rồi tụi nó đánh theo cái vòng rừng,
Vẫn khó chịu lắm. Đây để tôi bích trước con Orianna cho bạn nghe. Orianna. Thánh béo mùa này ra sân hơi nhiều. Gam với lại Genji là 50-50, không thắng thì thua, không thua thì thắng, có cửa nha. Zack Remax à, làm lại ngoại trang á hả? Có cơ hội xuất hiện tại chung kết thế giới không? Ủa, Zack đợt này là con Zack bình thường mình đang chơi mà. Anh nghĩ quan trọng nhất ở Jindong là Kanavi hay là 369? Kanavi với lại Nai. Giờ đang meta mid rừng mà nữa. Sao Genji năm nay, Genji một năm nay tự nhiên lột xác về anh vẫn là con người cũ. Sau mùa xuân năm 2022 thì đánh như lên đồng. Một phần là bởi vì cá nhân Linh thấy là bởi vì cái sự thay đổi rất là lớn của thằng Chovy. Chovy nó thay đổi qua từng mùa một cách rõ ràng. Anh em sẽ thấy là có những cái mùa mà Chovy nó sẽ farm vượt thời gian. Xong rồi có những cái mùa mà Chovy nó đi ROM và nó vẫn farm bằng thời gian. Xong rồi tới cái mùa này anh em sẽ thấy nhiều ván thằng Chovy nó farm ít hơn thời gian. Đó là mọi người thấy cái lý do rồi đó. Mà nó để cho mấy thằng khác cánh team anh. Peanut hả? Peanut thì là một cái kiểu như nền tảng rồi. Peanut thì chắc chắn là cái nền tảng rồi. Kiểu dạng Peanut thì cũng không thay đổi nhiều á. Cái lối chơi của Peanut mấy năm gần đây nó kiểu kiểu là như vậy á. Nhưng mà Genji á, nó đang có một cái cách macro khá là hay á. Tôi không biết là mấy anh em biết chưa, nhưng mà hiện tại thì tôi đang thấy là bên phía của Genji nó đang có một cái cách để mà di chuyển khá là hay. Mấy cái này thì nếu mà anh em mình chịu khó mà lội lội lại cái clip mà Linh phân tích kinh quanh với lại Genji anh em coi á, anh em để ý thì anh em sẽ biết. Linh không nhắc lại chứ. Cái này Linh bỏ túi làm của riêng. Với lại Linh phải nghiên cứu kỹ thêm á. Kiểu như là mình đang mới hình dung ở trong đầu á. Thằng nghiên cứu nó trở thành một cái hệ thống á. Ta đợt này thì Linh cũng đang học được mấy cái cách mà đi lane của con ruler với lạng bay á nè. Nó có một cái trick đi lane ác lắm. Ôi, tưởng đi với lại Akali xong lấy kháng phép rồi. Đùa lừa, ao anh bích à, đẩy dây ra đường giữa luôn chứ. Ủa nó ao anh bích tôi anh em ơi. Giáp 20. Có chiều. Hụt lính, hụt con lính thì ăn trái cầu. Nhìn trái cầu này nó gai gai giống như mấy cái sếp tôi ha. Ây da, đâu? Gọi búa tôi kìa. Ừ, ảnh bị áp lực rồi anh em ơi, ảnh hụt lính hoài à. Chết mẹ. Quỳ đứt hụt tốn mana quá. Ây da, đâu? We go. Transformation complete.
Lắc qua trái, lắc qua phải né. Easy game. Anh đang nghĩ. Bây giờ tôi giả bộ tôi đứng lên cao, cái tôi giả bộ tôi có rừng thì ông sao? Ây da. Rừng rừng bắn ái gì vậy? Ảnh hết máu rồi. Bây giờ mình đứng lên cao mình ép ảnh. Ủa má, rừng của tôi chết rồi, lỗ phanh này luôn. Rừng của tôi tự nhiên chết rồi, xong rừng nó ra đổi lách với tôi luôn. Ủa nó cứu không thôi là tôi solo kill rồi đó. Vẫn chơi hoài. Báo thật sự luôn á. Anh muốn ăn con xe. Anh muốn ăn con xe nhưng mà đời đâu dễ dàng đâu. Thầy Huấn nói rồi, muốn ăn thì phải lao động cần cù. Khó chịu ha, con lóc tin nó ra nó đổi spell với tôi khó chịu ha. Giờ tôi chỉ cần tôi đứng lên cao thôi là nó thấy con Nidalee của tôi bên trái anh em, tôi cắm con mắt bên trái rồi xong rồi nó vòng qua phía bên phải nó găng đùa thực sự luôn. Tôi thấy là anh đang chuẩn bị qua bẫy chim ảnh farm á. Trời ơi đâu rồi đâu rồi. Báo khùng. Sợ luôn. Má tôi thấy ảnh ăn sói xong ảnh chạy qua đây. Tôi cắm mắt ở đây cho ảnh găng. Xong ảnh chạy vòng ngược trở lại. Đừng đéo tả được. Sai công thức. Sai công thức nhưng mà đúng kết quả. Mình đây đâu.
nó quay không đẹp lắm anh nè, về quay đó không đẹp xuống nào kiểu dạng mất một số vàng. Mà boss của mình bị chết. Đánh con dây với lại mấy con tướng pháp sư khó đánh lắm anh nè. Mà dễ đánh. Ok. Làm hết cho chú Bảo ăn rồi đó chú Bảo. À, về farm anh em. Cái thành ra đợt này cái bán lùi của bác tím chứ nó không phá mắt của tôi anh em ơi, bán lỗ. Nít xuống một phút này thì nó tên nó đang có rờ cái này để ý chứ 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 chứ. Ủa dạ khó chịu dữ ta. Biến sớm quá ha, tôi nhát quá anh em. Biến trễ trễ xíu ngon. Người già nhát bay. Nó ăn trường chi nó xuống nó bắn mát á. Chú báo ăn nhiều xong chú báo chết 2-3 pha uổng vậy. This is
Ôi thì gì mà bán này phải lên gì đây giờ này, có anh em nào gợi ý cho tôi một cái món đồ nữa. Khó rồi, bán này phải lên món đồ gì cho nó hợp lý muốn này ta. Kênh tăng cấp pha được chưa? Có gì CC nó lại vậy? Xong rồi đẩy nó để mấy cái quay lỡ cỡ xong rồi nó chạy ra ngoài đường giữa khó chịu ghê luôn đó mọi người, kiểu mất lính farm thì không farm được. Tầm một là lấy quay đẩy thẳng vô trong trụ xong rồi về quay nó cứ lỡ cỡ như thế này khó chịu quá. Kiểu khúc này cũng không, hồi nãy nó ra nó ngoài vùng giữa nó cũng không phải là tranh chấp mục tiêu hay là cái gì mà nó phải đi vội á. Nên những tình huống đó nó xử lý nhìn cũng khó chịu. Vương miệng bây giờ yếu hả? Phiên bản 13.20 nó bị giảm sức mạnh hay sao mà yếu? 85 sức mạnh kết thúc. Chắc từ mặt chỉ số thì ngon mà. 200 máu, 600 năng lượng, 20 cooldown. 15 sức mạnh kết thúc anh em, ngày xưa cơ hình như là có 70, 75 sao? 70 thì phải. Giáp của nó cũng đỡ được miếng. Nói chung không sợ con lock kênh nó vô mình không bị mất máu nhiều. Rồi mù chơi game mù vậy sao chơi. Yeah.
turret has been destroyed. Má mình binh từ 10 kiếp trước xong rồi nó không chạy lên, nó đánh với mình chứ. Cay thật sự. Cái vương miện hình như tôi nhớ là nó chỉ có thay đổi là cái khiên đó. Cái khiên thì nó sửa cái tác dụng xíu. Giảm 40 là hình như là xưa là 60 hay 70 gì. Còn bây giờ giảm 40% sát thương. Nhưng mà đang chơi với lại mấy bồ nó hơi Sidamen đó. Đây không đắt. Bỏ rồng đi em ơi, rồng gió. Rồng này em ăn không được đâu. Bỏ rồng đi anh em ơi, anh em yếu xìu. Má vẫn giết mọi người kìa. Linh hai món đồ đẹp luôn rồi nè. AD của nó bây giờ có lát rồi hả? Thôi rồi, không xây. TB được không? Con này TB ngon. Không quyết đoán rồi. Hồi đó nếu mà tôi TB thì chắc là cũng ngon á. TB tròn rồi không kịp. Ừ hay. Này mắt thường nữa. Mắt thấu kính TB được ra phía sau. Chứ TB góc này ngon vãi. Trời ơi, khó chịu thật sự. À đây hết. Biết vậy chạy luôn cho rồi, để cho con tóc nó xử rồi. Cố gắng cướp nha bạn Hiền. Cướp một cái là đời lên hương luôn á. Tụi bội quanh Yamori mà anh em chỉnh rồi.
tính ra tụi farm quá chỉ farm gì mà không bằng tụi nó luôn anh em. Anh còn không bằng tụi nó luôn. Ủa tôi đúng bôi quanh cham luôn á. À, à chơi tôi hả? Tưởng chơi mày mít. Trời ơi. Tưởng nó đơn ngoài mít anh em ơi, không tưởng được rồi. Khó chịu thế nhờ. Kiểu như team tôi có đam không? Ừ có đam. Có đam, có đam. Ok, 20 giây nữa xuống nè. Hãy để cho Baron nhổ nó đi, từ từ thôi đánh ngoài đi. Ừ đánh ngoài đi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Hay 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 5 giây nữa, 5 giây nữa. 5 giây nữa. Quá đúng. Này giờ. Nice. Tăng đi cho sắp xe ơi. Ăn luôn. Khó chịu thiệt chứ. Ấy gì vậy, dịch chữ gì vậy, dịch chữ gì vậy, quán này về anh ơi, về quá thiệt sự luôn, nó báo mình luôn rồi, nó báo tôi rồi, nó báo tôi rồi. Trời ơi. Ở đồng hồ. Tao e tao quỳ tao đứt. Ừ, ừ, ừ. Ok. Ok. Là tính năng mọi người, nó tính năng của trò chơi với hên gì. Anh em cứ làm sao nhỉ? Thở ở đây mà anh em. Ở ố gì anh à, ở đây mà. Rồi nó vô nó chơi mình, nó vô nó chơi mình.
thấy mày về phía sau. Ây da, bị bọc đầu nữa. Tính đẩy xong đó là vô khúc sai là chạy về á. Ẩu quá, ở đó tôi ẩu quá. Orin vậy bên em. Ông Kasate nãy giờ ông đâm đầu vô một cân ba hoài vậy ông nổi. Từ ông mới để tim tới kinh trong vô. Em có cửa nào với lại Kenji không à? Bích cửa. Mặc dù bóng siêu lăng thì là kèo đồng hết, nhưng mà riêng về cái kèo này thì hơi bích cửa cho ra. Đó, mình lấy cái chiêu dưới. Mình lấy cái chiêu dưới, ok. Con Akali nữa là Kudo. Ây da, đau quá, đau quá. Ôi hên giật lại kịp. Ờ mà buôn B1 anh em ơi. B1 thoải mái. B1 thì có cửa cho mình nha. Sao B1 mà, B1 sợ nắng. B1 thì bằng vai phải lứa hết anh em. Quên, tưởng B3, B5. Nhầm, sorry anh em ha. B1 thì bằng vai phải lứa hết. Mình 40, nó 60. Ok, cứ vậy làm tới. Ây da, hụt rồi. Từ có nghe, Kali có nghe. Có con Akali phải tốc biến đã. Cây thế nhờ. Kèo rừng, phân tích kèo rừng là gì vậy? BGKT á hả? BGKT cái cặp trận đó hấp dẫn lắm anh em. Tại vì hai thằng nó mùa giải này đều theo đuổi cái lối chơi là tấn công, nên cặp trận đó là cặp trận BK. Ơi ăn con rồng mẹ đi mày, đừng nó xuống rồi mày thiệt sự luôn á. Thôi đừng đánh nữa, nó trừng phạt đuổi. Nhiều cái không muốn nói nha anh Dinh. Nó vô xong công chiêu xong chạy ra chứ. Chóng nữa. BG với lại KT là mùa này cả hai thằng tụi nó đều chơi theo cái lối chơi tấn công đó nè. Nên cặp trận đó thì có thể là sẽ có nhiều những cái sự lựa chọn mà nó mang thiên hướng gọi là gì đó, gì đó. Gọi là gì chắc cũng không được, nhưng mà kiểu như gọi là thiên hướng tấn công á. Có thể là có luôn Raven á, có thể là Rumble, nói chung là kèo kỹ năng nhiều lắm. Đi đắp cái mũ người. Cover cho AD. Điều trái cầu lên, xoáy trái cầu.
Tôi ném trái cầu qua tôi cầu cho không muốn động gì nó làm gì. Có khi ra với lại mô hình liên quan gì nữa. Không hiểu, nhiều khi anh em nói những cái mà kiểu dạng tôi không hiểu á. À, lối chơi của Kia với lại Morgan nữa hả? Hai lối chơi của hai thằng đó nó không có gần nhau. Anh nghĩ sao về cặp KT với lại MJ? Cặp đó là cái cặp chiến, cặp Mecha. Cặp đó thì mình nghĩ rằng KT sẽ nhỉnh hơn. Kiểu cái đặc điểm của phía KT á, khi mà nói về KT là cái đội hình giao tranh tổng Defy á, họ giao tranh rất là nhanh nhẹn được. Và cái meta này nữa cũng đang có những cái con tướng mà có thể phối hợp giao tranh kiểu kiểu của phía KT. Con mẹ nó toàn gần hết cái mình vô mình ném lao mà mình. Mày có còn phải là con người mày full đồ rồi đó Nidalee à. Mày full đồ rồi đó Nidalee à. Từ đầu tao đã nhường mạng cho mày rồi, mày biết chơi game không vậy? Mày khó chịu mấy bồ lắm nha. Thật sự luôn á. Nhiều những tình huống khó chịu thật sự luôn. Chơi game nó kiểu như là nó không có biết cắt chiêu mà những cái lợi thế á. Sao cứ đánh lùi lùi xong rồi quay lại nè. Ok nè. Đó, ok nè. Đó, che cho tôi. Làm sao mà phát được mấy pha đó? Tôi đánh mấy pha đó làm sao mà phát được? Đố anh em game vừa rồi là ai gánh? Đố anh em game vừa rồi là ai gánh luôn? Ôi sao thắng được có 21 điểm à? Oriana gánh chính xác. 10 điểm cho lại Nguyễn Hữu. Em nói rất chính xác. Chứ còn con mẹ gì nữa. Ông KT vô đánh với lại Châu Vi cũng như được hôm nay rồi. Glory hả? Tụi kia nó đánh gọi là sao ta? Nói chung thì khu vực Vicent mình vẫn có khoảng cách với lại mấy khu vực lớn mà anh em nhìn thôi. Anh em nhìn vô những cái trận playoff hoặc là những cái màn trình diễn của tụi nó đó là mình cũng thấy được cái khoảng cách như thế nào mà. Cái bích tầm vòng thụy sĩ ha. Ok anh em ơi. Ui nhưng mà tính ra để tôi test lại cái lựa chọn bích tâm kia của tôi có đúng không. Để mình đảo lại cái cũ coi bao nhiêu phần trăm tôi đã chuẩn xác ha. Ủa anh em chọn đúng không? Cái đợt chọn vừa rồi của mọi người á. Ôi mọi người biết, mọi người chơi Liên Minh đó, mọi người có bị cái tình huống là hết phiên đăng nhập không? Nó giống như là cái Facebook của mọi người á. Thì lâu lâu tôi vô tôi chơi Liên Minh, xong rồi nó báo là hết phiên đăng nhập, cái quýt ra luôn anh em. Đùa. Có bao nhiêu pha lội ngược dòng? Ten ten ta ten chưa gì
Chưa gì là tôi thấy tôi đúng được. Tôi chọn cái này, tôi chọn là trên 3 pha. Chưa gì là cái trận của bất động sản là lội ngược dòng. Còn cái trận nào đúng không anh em? Trận nào đúng không? Không, mới bên 1 bên 5 à. Đó, như vậy là cái xác suất đúng của cái này là cao nha. Trận đấu dài nhất tại chung kết thế giới sẽ kéo dài bao nhiêu lâu? 45 cho tới 49 phút thì cái này cũng ngon. Anh em không biết có chọn giống tôi không, chứ mà tôi thấy cái này ngon nha. Sẽ có những ván mà tôi tin là sẽ có những ván mà nó sẽ kéo dài. Tất nhiên thì bây giờ game bây giờ của mình nó đang kết thúc khá là nhanh. Game mình thì trung bình bây giờ khoảng chừng 30 phút anh em. Team well 2 lần hả? Không, cái này là trong BO5 anh em. Trong mấy cái cặp BO5. Ủa, trong tổng 9 cặp BO5 là ở vòng sau hay là tính luôn vòng này vậy? Không biết nữa, nói chung mấy cái câu chữ này nhiều khi cái cũng không biết nữa. Có bao nhiêu cái bên có bao nhiêu cái bên đợt này có ba cái rồi đúng không anh em? Má gàm hai cái rồi. Loại rồng nào bị hạ gục nhiều nhất? Hình như đợt vừa rồi rồng nước hạ gục nhiều nhất hả? Hay rồng rồng nước hay rồng rồng gì? Cái này chắc là thống kê sau ha, cái này cũng không không biết. Có bao nhiêu pha cướp Baron diễn ra tại chung kết thế giới bữa rồi là chưa có pha nào luôn. Rồng gió nhiều nhất hả? Rồng gió là đang chiếm ưu thế hả? Work play in. Rồng lửa anh em ơi, rồng lửa đang 25 con. Ơi rồng. Rồng gió đang 27 con. Đang suýt soát, rồng lửa đang 25 con. Chết mẹ rồng công nghệ đâu. Sao tôi chọn rồng công nghệ nó thấp nhất vậy? Con mẹ nó mới 19 con thôi. Ít nhất luôn á chứ. Đùa thật sự. Đùa. Tướng nào được sử dụng nhiều vị trí nhất tại chung kết thế giới? Ủa sao tôi chọn con Gwen này vậy? Tôi chọn con Gwen. Ủa sao bữa tôi chọn con Gwen này? Balen đúng không? Balen chắc sẽ có nhiều con chứ. Đường trên rừng. Thôi chắc là đợi hy vọng Kennen sẽ mang con Gwen này vô rừng anh em. Nếu mà có chơi nha, nếu như có chơi con Gwen này vô rừng thì tôi nghĩ Kennen sẽ chơi. Sau đó biết đâu đấy sẽ có những cái kèo mà swap ra đường giữa chẳng hạn, kiểu kiểu coi như là Balen. Nhiều vị trí nhất, nhiều vị trí nhất anh em chứ không phải là chơi nhiều nhất. Nhiều vị trí nhất là đánh ở nhiều đường á. Hiện tại thì chắc là có con nào đang đánh được hai lane nè. Đợt play-in vừa rồi đang có con nào đánh được hai lane. Con Mao Kai đợt vừa rồi cũng đánh đi rừng à. Con chưa đúng không? Đợt vừa rồi chưa có con nào đánh hai lane đúng không mọi người? Con dây mới đánh đường giữa à. Con Poppy mới đánh đi rừng à. Con Reo mới chơi sập à. Ủa con Reo rừng không? Con Seth mới xuất hiện support à. Reo rừng rồi hả? Reo bữa có đi rừng rồi hả? Trong trận nào ta không nhớ ta. Reo sập của tụi Sipo thì nhớ nè. Reo rừng của... À đúng rồi. Có Reo rừng của tụi bất động sản. À, nó đánh với lại con cá sấu. Má cái này đang fail nè. Tướng nào bị cấm nhiều nhất? Có con tướng bị cấm nhiều nhất đang là con Orina, là con Maokai nè. Chết mẹ, hai cái này đang fail nè. Má Sena mới bị cấm có 4 lần. Cố gắng lên em, cố gắng lên em, đang bị dẫn xa quá. Con Maokai này nhiều khả năng. Hồ hồng tướng bị cấm nhiều nhất có khả năng là con Maokai rồi anh em ơi. Này là có khả năng Maokai rồi. Tướng nào tổng số hy sinh nhiều nhất?
Này không biết ha. Tướng nào có tỷ lệ thắng cao nhất? Tôi nghĩ con on này chắc là ngon nè. Con này chắc cao nè. Ai chơi nhiều tướng nhất tại chung kết thế giới? Cái này cái đợt blend vừa rồi thì cái này để mai mốt cuối cuối thì coi ai sẽ là người đạt được nhiều mạng hạ gục nhất ở trong một trận đấu thì chưa biết chưa. Cái này ruler với lại bay có khả năng là sẽ nằm ở trong cái này cao nhất tại chung kết thế giới. KDA thường là xạ thủ anh em ơi, anh em mà bích kiểu như là rừng là thứ nhất là anh em bích rừng là anh em đi, thứ hai nữa là sụp thì cũng không sụp, đợt meta này sụp cũng là sụp chống chịu anh em bích, anh em mà chọn sụp là anh em đi. Đường giữa thì cũng được, đường giữa thì cũng được, mà anh em nói chung là anh em chỉ có hai sự lựa chọn thôi, một là xạ thủ, hai là đường giữa. KDA cao nhất á, ở trong cái kỳ chung kết thế giới này á thì anh em chọn hai cái đó, mà xạ thủ thì là cái sự lựa chọn an toàn nhiều hơn. Ai sẽ là người đạt được chiến công đầu nhiều nhất? Này anh em có thể chọn rừng, cái vị trí này anh em có thể chọn rừng thì khá là ok. Ui cái này thì 100 điểm vô túi Slider, ngạo nghễ Slider. Trời ơi 50 điểm sương sương ngạo nghễ bro. Nó phải như vậy. Đội tuyển nào sẽ kết thúc với thời lượng trận đấu ngắn nhất? Chà này mà này nói cái này được sửa không, cái này được sửa tôi chọn Genji được không? Rồi ok mình chưa có pha cướp Baron nào thì phải. Đội nào sẽ giành chiến thắng tại chung kết thế giới? Đội nào sẽ chơi nhiều tướng nhất? Rồi ok hết sửa được rồi, thể thức Thụy Sĩ chọn 8 đội lọt vào vòng sau, 8 đội ha, 8 cái tên mạnh nhất. Tôi thì bây giờ tôi chọn trước những cái tên mà top đầu rồi ha. Ok chưa, ok chưa, rồi được không? Hai bốn sáu rồi nè, mình thấy hợp lý chưa ta? Không mà tụi tụi LBL nhiều khi là tụi nó bị gãy một slot một cho đến hai, thông thường là những cái đợt mà chung kết thế giới thì LBL nó sẽ bị gãy một cho tới hai vị trí, thì bốn đại diện này anh em nghĩ là thằng nào nó dễ bị gãy nhất? Lì nín Sikao vô địch rồi, và đợt vừa rồi Sikao đang phong độ vẫn cao anh em. Zika Zika đường trên của Sikao đánh cũng tốt nữa. BLG đang bị out meta hả? BLG cặp bot, cặp bot đang chơi xoay quanh Kai'Sa, Sejuani, BLG. Nhưng mà BLG có một pin, pin nó là đệ của sọc, khó. Thôi đành phải hy sinh Li Ninh đi, anh em hy sinh BLG cũng được. Nhưng mà thường là tụi EVL tụi nó sẽ gãy một cho đến hai slot. Jindong thì quá chắc rồi, Jindong với lại Ruler, Nai, Kanavi 369 màn trình diễn vừa rồi nhìn nó chắc vải chưởng ha. Anh em nhìn vô cái đội tuyển Liên minh hiện tại Hàn Quốc tại ASEAN đó, trời ơi nhìn nó thể hiện được cái sự chắc chắn nhất đại tông sư. Cái T-Royster với lại DK Hàn thì Linh nghĩ là cũng gãy một slot, nhưng mà bây giờ cũng không biết chọn cái T gãy thì cái T có khả năng gãy không. BDD, Lehen, Em Minh.
Có. Tại vì cái lối chơi của KT là lối chơi theo teamfight, giao tranh tổng rất mạnh. Một cái lối chơi đó thì nó cần phải có được một cái form phong độ tốt. Đi cây thì cũng đi cây nhìn nó cũng lỏng lẻo nữa. Tính ra đi cây nhìn cũng lỏng lẻo anh em. Hai team này. Hai team này mà nếu như mà tôi đánh giá thì tôi sẽ đánh giá là KT mạnh hơn so với lại DK. Không, này nói thiệt, tôi đánh giá là KT mạnh hơn so với DK. Nhưng mà DK có những player mà tôi đép lại cái nền. Đấy, đép lại cái nền. Thôi, coi như là ủng hộ ha. À, đúng rồi, có một cái niềm tin nữa vô tụi DK. Là mấy thằng này nè, nếu như mà tụi nó đánh với lại mấy mà đội tuyển mà bị đánh giá yếu hơn á, tụi nó đánh rất ác. Farm gà tại LCK mà anh em. Đánh với lại mấy cái team ở dưới á, là toàn đánh là hai mươi mấy phút không. Hai mươi mấy phút lụm, hai mươi mấy phút là lụm. Được ạ. Tự nhiên hy sinh hai em này. Rồi, ok. Bổ sung thêm hai nhân tố đi. Bổ sung thêm hai nhân tố đi, nhân tố gam vô được không? Bổ sung nhân tố gam được không? Mất gì đâu nhờ. Một slot tình thương hả? Một slot tình thương hả? Ok, gam với lại G2 ha. Hay là ở đây G2 hay Cloud9? Đợt vừa rồi anh chi nó thắng luôn. G2 đi. G2 đi. Biết G2 là ai hả? G2 là cáp anh em. Ủa, xong chưa? Chọn một đội không thua trận nào. Ứng cử viên cho câu, cho câu này, chọn một đội không thua trận nào, tức nghĩa là nó sẽ thắng từ BO1, nó thắng vô tới tứ kết, nó thắng thẳng vô tới lại bán kết, chung kết là nó thắng hết. Ồ, cái này khó nha, cái này khó nha. Ý là không thua trận nào hả? Không, chỉ được chọn có một thôi anh em. Nếu mà kiểu như là, kiểu như là không thua trận nào ở vòng sweep đó thì nó sẽ là 4 lần. Nó sẽ là 4 đội tuyển không thua trận nào ở sweep lần. Nó đánh xong round 3 nó thắng hết là nó vô được vòng phía bên trong rồi đúng không? Phải không? Đúng không? Tôi nhớ là đúng rồi mà. 3-0 ở vòng sweep hả? Chỉ có hai đội 3-0 thôi hả? Chỉ có hai đội ba không á. Ủa, tôi tưởng là 4 đội chứ. Nào, đây tôi coi lại coi nè, cái này là round 1 đúng không? 8 cặp trận, khi mà mình đánh thắng 8 cặp trận thì 4 thằng thắng, 4 thằng, 8 thằng thắng, 8 thằng thắng sẽ chia làm 4 cặp, 8 thằng thắng sẽ chia làm 4 cặp đánh round 2. Rau hai xong thì sẽ còn 2 thằng thắng. Ờ đúng, 4 đội tuyển xong đánh là còn 2, đúng rồi, còn 2, còn 2 thằng thắng hết. Nhưng mà cái này tùy vô bốc thăm lắm mình em ơi, cái này tùy vô bốc thăm lắm ha. Ví dụ như Genji với lại Jin Dong mà hai này nó đụng nhau thì hai này chắc chắn là sẽ có một thằng thua, kiểu kiểu là như vậy. Thôi chọn Genji đi. Genji bây giờ á nha, Genji bây giờ nó đánh cái vòng này á xong thắng hết, nó thắng vô tới tứ kết luôn. Tứ kết nó nắc, nó nắc G2 Esports 3-0, xong rồi nó vô tới bán kết nó nắc tiếp thằng thằng BOG, thằng Jin Dong 3-1 3-2, xong rồi vô chung kết nó thua T1 3-0 0-3. Hợp lý. Thắng hết tất cả mọi thứ nhưng mà vô chung kết gặp T1 thua. Ok.
Vậy tính ra mình có xác suất mình chọn hai đội đúng không? Xác suất 2 trên 8. Ủa hết rồi hả? Rồi ok xong rồi nè. Xong rồi. Ủa cái nào là điện hạng của tôi đâu? À đây hạng của tôi hả? Hạng của tôi hả? Hạng 91k anh em ơi. 91k. 91.174. Ơi hơn hàng triệu người nha. Những người mà tham gia cái này chắc tôi nghĩ cũng phải cỡ cả triệu á. Cả triệu người đó. Chị cũng được rồi anh em. Rồi, này sao nữa? Anh nhấn phần chọn, chọn lại chỗ vào plugin, chọn hệ thức vòng khởi động. Ồ, trời ơi, bữa tôi chọn GG. Bữa tôi chọn GG. Tôi chọn bất động sản là đúng hết rồi. Rồi, này xong rồi đúng không? Ủa này coi. Mình đang ở đâu vậy? Đang có 66.142 người lựa chọn đúng hết. Ghê vậy. Rồi, ok anh em ơi. Biểu đồ gì không hiểu gì hết. Đọc cái biểu đồ không hiểu gì. Mà tính ra cái đợt này coi chung kết thế giới coi vẫn vui ha. Mặc dù đối với cá nhân tôi thì tôi không có bình luận nhưng mà kiểu như là mình coi mình vẫn thấy vui á. Không, kỳ chung kết thế giới này anh thấy cũng hấp dẫn á, vẫn phải trưởng. Tuy nhiên cái thể thức nó cũng cuốn nữa. Xong rồi V-Set mình đánh tốt. Rồi quan trọng là tôi nghĩ là do cái phần lớn là do V-Set mình đánh tốt á, cái dấu ấn của V-Set để lại nó đã quá, hấp dẫn quá. Cái nó bị cuốn luôn. Ừ, chứ như mà game mấy mùa trước thì coi nó cũng chán thì nó bị tụt mút. Không mà đúng là coi cái trận đầu của game với lại Cù Lao vừa coi trận đó vừa đúng bực luôn. Không không thể nào mà game lại đánh như vậy được. Anh em thấy hình dung không, kiểu dạng chơi game nó bị đần á, cái ván đầu tiên á, cái trận đầu tiên với lại mấy thằng Cù Lao á. Trời ơi. Mà sao có thể đánh được như vậy ta? Hơn là mấy trận sau thì cũng ok. Ok dần, ok dần. Ok la dần. Nên được, nên tính tới thời điểm hiện tại là đang khá là ok rồi.
các đội Vset tự hủy khi mà gặp Gam. Gam gặp các đội lớn tự hủy. Không, cái câu này đúng nha, cái cặp trận BO5 vừa rồi của phía Team Well là đúng nha. Trời ơi, Team Well nó đánh cái cặp trận BO5 gì kỳ. Trước đó nó đang đánh khá là ok, nhưng mà sao vô cái cặp trận BO5 nó đánh kỳ quá. Cái ván 4 nhìn bích bích cái đội hình đó là thấy xác suất thua cao rồi anh em ơi. Mà Linh nghĩ là họ cũng đã đọc meta quá rõ ở trong cái đợt vừa rồi chứ. Sao mà họ cứ bích vô cái đội hình mà kiểu như là nó không có phải là cái cách mà họ hướng tới ở trong những cái trận trước á. Trả bích con Manfi ngay cái chỗ đó chứ không phải là Rumble thì họ cũng sẽ hướng tới cái kiểu kiểu là như vậy á. Nhưng mà con Kalista nè, rồi con Lee Sin sao được chuộng nhiều quá vậy? Sao cứ chuộng con Lee Sin nhiều quá vậy? Kiểu như con Lee Sin thì nó có màn trình diễn ở trong in game thì nó ok, nhưng mà nó không có giúp cho team fight một trong những cái điểm mạnh của phía team Well á. Anh em thấy là team Well là chủ yếu á là giao tranh đúng không? Cái điểm nhấn nó vẫn là giao tranh tổng đúng không? Kiểm soát giao tranh tổng. Mà họ bích cái đội hình này sao thấy họ bích nó không có theo cái hướng đó. Với lại họ cũng không có thử chuyển qua bên phía của đội 1 để cướp xạ thủ nữa nè. Để cướp con Seiya nữa. Rồi ưu tiên bên đội 2. Xong rồi họ thấy đánh kèo đường dưới đồ các thứ thua nhiều quá. Mà đợt này nếu như anh em nào mà để ý coi á. Thằng Ballet với lại Đơ nó là sao á. Nó đánh với lại mấy cái team khác. Nó để cho người ta đẩy tới công chuyện luôn. Anh em để ý coi thằng Đơ với thằng Ballet mấy cái trận với lại những cái team khác á. Bích kèo qua lại Kai'Sa rồi Seiya đồ các thứ á. Thua lên không. Đối phương lúc nào cũng đẩy, đối phương lúc nào cũng bào lớp giáp trụ hơn CS đồ các thứ. Xong rồi vô trận này má Ballet với Ender nó đẩy ngược trở lại BE. Lại Artemis. Đúng quýnh tự tin hơn hẳn anh em ơi. Má nói khôn nhà, khôn nhà dạy chợ thì lại tự ái. Cay thật sự. Nhưng mà Gam, tôi không biết là Gam có coi cái video của tôi không. Nhưng mà hôm nay tôi thấy Ballet với lại Đơ đánh kèo Sejarakan lấy cái hộ vệ là đúng rồi đó. Lấy cái hộ vệ là đúng rồi đó. Đây. Nè. Lấy cái hộ vệ để đánh bao luôn. Bao lô luôn, bao lô đầu đuôi luôn. Thậm chí là quýnh với lại con Kai'Sa mưa kiếm là bao luôn. Quýnh vẫn được, nói chứ bao thì bao cặp Kai'Sa mưa kiếm nó quýnh cũng căng anh em. Nhưng mà quýnh vẫn được á, nhưng mà con Kai'Sa này nó nhịp độ thì bao thắng luôn. À, bao thắng. Còn hôm bữa là lấy cái gì? Hôm bữa là lấy cái nâng cấp băng giá. Đùa, lấy nâng cấp băng giá. Không ngon chút xíu nữa đó. Lấy này nè. Lấy này vô mới chơi được nè. Tất nhiên là cái kèo này thì nó sẽ có những cái trích cấp 1, cấp 2 nè. Có cái thế đánh cấp 1, cấp 2. Đó thì nó mới ok nè. Lúc chiều mà kéo tới ván 5 thì hay. Ừ, lúc chiều kéo tới ván 5 thì lại quá hấp dẫn rồi. À, nhưng mà ván 4 bên phía của team Well bích cái đội hình nó thấy khó chơi hẳn rồi. Xong rồi cái ván mà bên team Gam bích con dây là vô cũng đã thấy khó rồi. Kiểu bích con dây nhìn nó, con dây nó sẽ vô cái thế nó, con dây nói chung là cũng khó chơi lắm. Đi lane nó cũng không phải là dễ đâu anh em. Trừ khi là bạn xử lý tay to như là Nai rồi các thứ, với lại đánh cặp với lại những cái đội hình như là Maokai rồi các thứ thì nó ok la. Hoặc là con dây Kai'Sa cũng được nha. Con dây Kai'Sa là cái bộ đôi mạnh đó nè. Dây Kai'Sa Maokai. Kai'Sa thì build theo kiểu sát lực ở trong cái meta này á. Nó cộng hưởng với lại cái khả năng kiểm soát của con Maokai, kiểm soát mục tiêu của Maokai với lại cộng hưởng với lại khả năng tốc của con dây á. Vô cái đội hình đó mà có lợi thế là khó thua lắm. Dây Maokai Kai'Sa. Nhưng mà con dây Sejuani của Gam hồi chiều nay nó lại hơi không ngon cái đội hình. Nhưng mà dù sao thì KT nó lại đánh hay. Mình không nói được. Xong KT nó lại đánh con dây hay. Một phần là bởi vì bên phía của Team Well đánh hôm nay đánh dở.
Về hôm nay đánh nếu mà chấm điểm thì Linh cho là 6 điểm, Gam thì cho là 7 điểm rưỡi. Không, Gam đánh cũng không hay á. Nhưng mà bù lại là hai team trước đó thì đánh quá tốt rồi, nói chung là mình cũng yêu thương rồi nên mình cũng không có xét nét nhiều mấy cái tình huống đó. Nói cho anh em hiểu là cái phong độ của họ thôi chứ mình không có chỉ ra những cái sai nữa. Không review lại những cái sai nữa. Rồi ok anh em ha, chắc bữa nay tôi xin phép tôi học thêm ở đây anh em ha. Mai đi quay cái chương trình hòa nhịp chung kết thế giới sớm rồi. Mai quay với lại anh Lu với lại anh Hữu Trung. Mai đi quay sớm anh em ơi. Bye bye anh em nha, chúc anh em có buổi tối vui vẻ nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.